chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 105 độ đơn giản, đẹp đến không tưởng, với cái tông màu vàng neon cho lõ. Dù đứng đường sản xuất để nhường chỗ có Exeter 110 lên ngồi, nhưng cái dòng Exeter 105 vẫn có sự cuốn hút mạnh mẽ của nó. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái dòng Exeter 105 độ kiển đầy, với thân xác một cái tông màu vàng neon đầy cho lõ. Khoác cho mình một bộ cánh nó bật với cái tông màu xám vàng neon, được phối màu rất hài hòa. Phần y được gọt lại với kiểu dáng góc cạnh dứt khoát, mang lại cái sự êm ái cho người ngồi. Phần đầu rất cân đối, nghiêng về tính thẩm mỹ, với mặt đồng hồ được độ led lại. Hai phía tay lái được lắp đầy cái sự thô sơ với gù dẹp CNC màu bạc. Bên cạnh đó là cụm công tắc NVIS được gắn là cực kỳ chuẩn trên cái chiếc Exeter 105. Bên dưới là hệ thống chống trộm mang những công nghệ hiện đại, mọi người thường gọi đó là ổ khóa smart key. Dàn chân cứng cáp mâm của Racing Boy 5 cây, được sơn màu vàng neon cho lõ, chung với tông màu với dàn áo. Đĩa tải nhôm CNC 7075 với thiết kế tinh xảo kết hợp cùng với sợi sơn ánh vàng. Phía trên là cạc tay X1R cực kỳ thon gọn. Giảm sát sau, từ hiệu Racing Boy, độ nhún đầy êm ái cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Bình dầu thắng đến hiệu của AM. Exeter 105 độ phong cách LC 105 với bộ cánh hồng nam tính. Các Exeter 105 năm số, một mẫu xe đã bị Yamaha đưa vào lãng quên để nâng cấp lên những dòng khác tốt hơn cho thị trường nước ta. Nhưng các biker vẫn lựa chọn dòng xe này làm cho con chiến mã của mình chinh phục những cung đường và bạn đồng hành hàng ngày. Khoác cho mình một cái dàn lông LC 105, một cái tên khác của Exeter 105 thị trường Malaysia, kết hợp cùng rất nhiều món đồ chơi kiển, làm cho chiếc xe thể thao và càng trở nên là cứng cáp hơn. Chiếc xe độ được trang bị thêm kính gù CIG tự như những dòng xe là Cafe Racer cổ điển. Biển số trước Indo, cái cụm tăng tốc Uma, chương trình chỉ càng ngắn hơn, tăng tốc lại hơn. Trợ lực CNC có cái nhiệm vụ giúp đầu xe ổn định khi phi tốc độ cao. Các chân rider không còn lạ lẫm gì với những anh em chơi xe ở gần đây. Đĩa Jaffer 220 lồng đen cực kỳ đẹp, đang khẳng định được mình qua cái chất lượng và giá cả. Cổ bô inox xinh xắn, tuy nhiên đã vàng đi theo 5 tháng sử dụng. Hơi thở mạnh mẽ với cái bô Levin nhỏ gọn, nhờ vào cái sự cứng cáp, cái mâm của Racing Boy 5 cây mang trên chiếc xe trở nên là tinh hới, mới lạ hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã dẫn được cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.